đâu, mai mốt nó lòi ra là thấy à, bây giờ là chưa thấy đâu. Nhiều không ít đâu. À, mấy trái đùm trước, còn mấy cái này giờ mới đang đậu hết rồi nè. Giờ lấy cái tem mít bón vô cho tròn trái. Bón 3 lần rồi đó. 3 lần rồi ha. Dạ, như là 900 gram rồi đó. Dạ, vậy cũng được, êm rồi đó. Nó mới tròn á. Không sao, tại vì nếu như giai đoạn này. Đây là mấy cái trái này mình bón thêm nữa. Dạ, bón thêm nữa cũng được. Mấy cái trái này mình bao trước hả? Cái bao á nó tròn tròn bự á, chứ là một cái nó có một nụ à, nó bự á. Sợ nó bổ xít mũi gì. Cho nó đùm được chưa? Đùm sớm được không? Đùm được. Nhỏ nhỏ được đùm đỡ cho nó qua đây đặt bao xích mũi này đi. Trời mưa khi không có đỡ ấy được á, sạch bao xong, bao trong vòng 2 tháng sao rồi gỡ ra được. Mau bằng chén rồi gỡ ra. À, lớn lớn chút gỡ ra. Mấy mua bao? Mua bao kiểu bao nhỏ. Cái đậu mua lớn chi. À, này trái này đậu nữa nè. À, trái đậu nữa nè. Thêm cái tem mít vô trong thôi à, là nó nhăn đít á. Có trái vậy nó bự lắm, mấy cái bao bao á. Nó không có vi lượng, nó nhăn đít á. Ôi, vậy là yên tâm rồi cô ơi. Thấy cái màu trắng trắng là làm nghịch vậy là được rồi. Còn nữa đó, chưa ấy đó. Đó, thì giờ đó. Tới đây giờ êm ha. Mùa nói chung là làm nghịch vậy là được rồi chú. Hai ông bà là làm trái lần đầu mà vậy là cũng được. Con thấy có mấy đợt rồi giờ không thấy hỏi han gì, không biết cái trái trăng làm sao. Hỏi dạ, không hỏi cũng kỳ cũng thấy ví dụ như nó lên dày rồi thì yên tâm rồi, giờ lên dày là không có gì nữa mà rụng. Trái mà đen xanh vậy được rồi. Cái xanh này còn vàng vàng rụng hết à, này đậu hết nè. Nè, như cái chùm này là đậu nè. Chùm này mưa vũ vũ nước đây là cái là đậu. Hả? Ôi, vậy con yên tâm rồi. Giờ này chỉ vô cái vi lượng tem mít. Nhớ vô vi lượng tem mít cho nó tròn đít là được. Giờ cũng không cần cái gì nhiều đâu. Xịt dưỡng thì lấy cái bộ nuôi trái bình thường mình xịt thôi. Mấy cái bộ bo gel, Gasunix, rồi Wonder bo kẽm gì đó. Ừ, rất mời đó. Dạ. Extra Rebel. Xịt được 3 tiếng. Nó vô được cái này nó đậu quá trời. Sáng xẹo không có. Cái này em nhớ nữa, đâm cũng mười mấy chục trái nữa. Mai mốt nó nặng á, cái trái nó đè gây quằn quằn ra mới thấy nó mê. Đây tiễn trái dục quá trời nè. Ừ đó. Đùm hết lại rồi. Đùm đỡ bọ xít mũi. Nó thẹo sau này nó sinh ra ghẻ. Trái nó cũng mất giá trị luôn. Ừ. Nhưng mà cái này đùm khoảng 2 tháng hơn khi mới trái nó to bằng trái cam mà gỡ ra xịt. Thì đó, cái túi này chắc bằng trái cam mà gỡ nó kém. Mùi túi nhỏ nhỏ không ạ? À? Dạ. Sau đó qua giai đoạn này xịt dưỡng nó đỡ cực hơn. Đó. Nhìn cái màu trắng 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 là bao nhiêu cái trắng là bao nhiêu cái trái đó. Còn nữa là chưa đùm hết nữa nè. Đây đậu nữa nè. Đây nữa nè. Đó. Dạ nhỏ đùm có bị rụng không? Thì phải xịt khó xiên phun thôi chứ sao. Dạ. Thôi vậy là con mừng rồi, con gặp vậy là con mừng rồi. Thôi chúc mừng cô chú thôi. À, chúc mừng cô chú.